Em làm hẳn 10 gian để em có nghĩa là mỗi vâng, em chào các bác của anh em nhé. Em chốt liền một lúc hai set combo, một set cho chú có địa chỉ tại xã Hợp Tiến. Chốt nhà chú vẫn là xã Hợp Tiến đúng không ạ? Xã Hiệp Cát. Xã Hiệp Cát, xã Bến Nấu là xã Hiệp Cát nhỉ? À, chợ Nam mới là xã Hợp Tiến đúng không ạ? Vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều ạ. À, vâng ạ, tuyệt vời ạ. Hai set combo với những đôi loa B3 bãi. Một set của chú có tổng trị giá là 59.500.000 đồng các bác nhé. Và một set cho anh trai ở Kinh Môn Hải Dương có tổng trị giá là 24.900.000 đồng, lấy tròn 25 triệu. Đấy, coi như là mừng tuổi em luôn. 1 triệu, à 100 thôi các bạn. Nói cho các bác của anh em là 3 set các bác nhá. Bây giờ em sẽ trở lắp cho anh em 3 set. Đây còn set này nè các bác này. Đấy, set này là 45 triệu đồng. Set này 45 triệu đồng các bác này. Đấy, liên tục lên đường các bác nhá. Set này là đôi loa B3X 12i bãi. Đẩy 3 kênh Adlay, quản lý nguồn Adlay, lưng tiếng Borel vang GD mic không dây PSVK6, một quả súp B3 bãi xịn. Đấy. 59.500.000 đồng. Đấy. Mỗi quả lấy còn 2 triệu nữa. Vâng. Bộ của anh trai Kinh Môn đẩy LA6002, quản lý nguồn Adlay, vang PSKS9, mic PSVK6, PSVK6 2.8, vang PS 2.9, nhưng mà trong video này em chia sẻ luôn là để cho anh có 2.6 thôi. 2.6 đã giảm 300 các bác nhá. Quản lý nguồn Adlay 2.300.000 đồng, để cho anh hôm nay là 2 triệu cho ăn. Ok chưa? Đôi loa B3 G212, để cho anh em nay là 11.500 chuẩn giá. Bộ của chú ở bên Nam Sách, một quả súp bát 50, bát neo, bát Levosor nhập khẩu Italia 8.500, em bao giá tốt nhất toàn quốc. Đẩy Adlay T4.13 giá 12.800, quản lý nguồn AL8 Limited Adlay 2.300, lưng tiếng 2.3, vang 4.2 và mic là 5.500.000 đồng. Bộ này của nhà chú là có mic rồi các bác nhé, nên là không cần dùng micro nữa. Đôi loa B3 4 số 3 đường tiếng CS3412A giá 29.500. Vậy là trong một tuần vừa qua em bán 5 set combo với đôi loa 4 số 3 đường tiếng này các bác nhé. 5 set trong một tuần. Đấy, 5 đôi loa lên đường rồi, tuyệt vời chưa các bác? Đấy, không khí nó phải như vậy các bạn. Và vậy là đến giờ phút này là buổi trưa đúng không ạ? Đã có tất cả là 6 bộ karaoke được chốt các bác nhá. Một bộ anh em đến nhà em từ 5 giờ sáng các bạn. 5 giờ sáng đến gọi cửa, bấm chuông, đập cửa, gọi điện. Đấy, và tiếp theo là một anh trai đến mua micro. Và tiếp theo đó là một đoàn của anh trai đến với cửa hàng với một set combo ở Chương Mỹ, Hà Nội. Đấy, tuyệt vời, cảm ơn các bác của anh em, không khí rất là tuyệt vời ạ. Đó, ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Và tiếng sẽ test âm từng bộ một để cả nhà tham khảo nhá. Đó, em xin được chia sẻ cái không khí ngày 29 Tết các bác nhá. Đó, và ngày mai 30 Tết buổi sáng em đã có lịch một bộ nữa các bác nhá. Đấy, anh em chốt từ lâu rồi các bạn. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Vâng, cháu cảm ơn chú nhá. Tí cho anh chở. Vâng, tí cho sang, cháu sang ạ. Vâng ạ. Ok, xin cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng ạ, nhất trí. Cảm ơn anh chị về nhé. Ok anh nhá. Rồi rồi, cảm ơn ạ. Vâng. Ok. Gặp nhau ở nhà em thì cứ bắt tay cho phấn khởi đúng không ạ? Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ. Đấy, 3 set cùng một nút các bạn. Tuyệt vời, cảm ơn cả nhà. Đấy, bộ của anh là xong hết rồi nhá. Thế là em này xin được chia sẻ như này này. Đây đây khẩn vang anh ạ. Đây dây loa nhá. Dây quang tiếng cắm sẵn rồi, về nhà chỉ cắm thôi. Anh trai bảo là lấy bộ khoảng 18 triệu đến 20 triệu thôi. Vậy là cứ cố các bạn. Đấy, ok chưa? Về cơ bản nó thật sự các bác là đánh đau không bằng véo lâu đúng không ạ? Cứ ngồi lâu lâu là bộ sản phẩm nó cứ càng ngày càng lên cao. Đấy. Rồi đến tím cắm cho, tím cắm luôn cho. Rồi, cảm ơn cả nhà. Các bác cùng các anh em yêu quý ạ. Các bác có nhu cầu mua sắm cassette combo thì hãy liên hệ cho em phục vụ xuyên Tết các bác nhá. Phục vụ các bác của anh em xuyên Tết. Đấy, trước khi đến các bác cứ điện cho em để cho chủ động ạ. Size số máy của em đó là 0365 888 988, 0368 91555.
Show em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương, có thể giao hàng toàn quốc. Và rất vui được giao lưu đón tiếp các bác của em tại cửa hàng. Trân trọng cảm ơn rất nhiều ạ.